Thôi tôi được rồi. Em tôi chào các bác nhé. Hôm nay vừa tiếp tục giới thiệu cho các bác một mã hàng nữa về. Qua để giới thiệu cho các bác hai mã máy tính rồi, mới tiếp tục mã nữa. Đây là một con Nex đến từ Nhật các nhé. Nex rất là đẹp. Và dòng này các bác có thể dùng làm văn phòng rồi cho các cháu học sinh học. Đúng không? Dòng Nex này thì đẹp. Quá đẹp cho các bác nhìn. Hàng này thì phải nói luôn là về thời trang thì nó cũng khá, nó có hình thức, có cả camera mặt trước này. Chút nữa tôi sẽ quay nó ráp vào cho bác. Con này mới này, nó có lên đến một bên này, nó lên đến có hai cổng tốc độ cao của USB, một giắc 3.5. Cái này chút nữa giới thiệu sơ qua cho bác. Con này cấu hình khá là cao, các bác có thể cho các cháu học từ cấp 1 cho đến hết đại học được thoải mái. Con Nex mà giá thành thì phải nói là quá mềm rồi, em tuấn sẽ khai báo giá, khai giá hết cho các bác luôn. Con Nex này thì bộ này em sẽ báo giá luôn, và con này được tặng túi chống sốc theo đây. Máy tính Nex này, con Nex là thương hiệu Nhật Bản này. Một sạc này và tặng cho một chục không dây nữa nhé, một chục không dây. Thì sau đây em sẽ vào chi tiết luôn cho các bác để cho bác quay gần cho bác rõ luôn này. Sau đây tuấn sẽ giới thiệu chi tiết về con máy Nex này cho các bác nhé. Máy Nex này rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn đây, phải nói là đẹp xuất sắc luôn ạ. Một chiếc máy Nex thương hiệu đến từ Nhật Bản, Orange M5, ok chưa? Đấy. Những dòng này thì không thể chê được. Con này cái đặc biệt của nó là nó vừa là laptop, vừa là máy tính, vừa kiêm iPad luôn. Thế nó mới là giá trị bác ạ. Camera phía trước, đấy, nhìn nhé. Camera phía trước. Sau đây em Tuấn sẽ đi vào chi tiết cho bác luôn này. Em đi vào chi tiết cho bác nó tiện hơn. Đây. Em cho cái máy nó check xuống. Bác nào mà không gọi được cho em Tuấn thì bác nhắn tin vào số điện thoại là 0911169961 này cho em. Chị em chốt đơn hàng này hoặc là nhắn vào Zalo số này nữa. Bác chốt bởi vì có nhiều lúc em bận nhé, nên là không nghe được máy suốt. Còn sau đây em sẽ cho nó buộc cái máy xuống một chút để mà cho nó chi tiết về con Nex để cho bác. Về con Nex thì tại sao em lại giới thiệu như vậy? Con Nex này em báo giá luôn là có mức giá là 3.800.000. 3.800.000. Con này nó có hai chức năng. Hai chức năng chính cho bác có là nó là vừa là laptop vừa kiêm iPad. Thì kiêm iPad ở đâu thì sau đây em Tuấn mở cho bác nhìn này. Kiêm iPad này, các bác có thể nhấc rời nhé. Nhấc rời con màn này ra này, đấy. Nhấc rời màn hình ra. Ok chưa? Thì bây giờ nó lại thành là một cái iPad rồi. Giờ nó lại thành con iPad rồi bác. Đấy. Nhấc rời màn hình ra. Đây. Dưới này là cái bàn phím và kiêm đấy, bàn phím luôn. Bàn phím, cọc sạc, cổng USB, line ở ngoài có luôn. Đấy, nhìn chưa? Cổng HDMI, cổng mạng LAN, nói chung là cái này giới thiệu sau. Đấy, về con máy Nex đây, bắt đầu em nhấc em khởi động cho bác này. Ngay trên sườn của nó đã có đây hai cổng USB tốc độ cao, một cổng 3.5, một cổng tai nghe 3.5, cổng vô tăng giảm volume, và đây là cổng cắm khe cắm thẻ nhớ. Đấy. Phía trên này là nút nguồn và nút reset. Nhìn chưa? Hiện tại bây giờ em nó thành một con iPad luôn. Các nhìn chưa? Đấy. Các nhìn chưa? Đây là cái chế độ chạy Bluetooth này, to sáng, đèn các thứ. Ngoài ra có bàn phím số trên này. Nó là kia iPad thì nó sẽ có bàn phím số đây. Đấy, các nhìn thấy bàn phím số chưa? Cái bàn phím số này là khi nó rời cái bàn phím này ra thì nó sẽ hiện một cái bàn phím số lên cho bác. Gọi là bàn phím ảo trên đấy. Đây là con máy tính đến từ thương hiệu gọi là Nex. Nex đây, Nex của Nhật. Những thương hiệu này đều nằm ở Nhật hết. Con này camera phía trước các bác nhé, camera nhé. Đấy. Người chưa? Mức giá là 3.800.000 con này. Con này các bác có thể không dùng con này được. Bác đi công tác hay đi đâu bác có thể nhấc ra làm việc riêng cho này lên. Ví dụ như là bác muốn dùng làm việc văn phòng ấy. Đây, bác là văn phòng. Thì bác chỉ gần đây tháo rời này thôi, cũng đánh bàn phím này vẫn có bình thường thôi đấy, vẫn là bình thường hết, tất cả nó thay bàn phím kia mà là bình thường hết. Về cấu hình của con này em cho bác xem này nhé, cấu hình này đây, bác nhìn thấy cấu hình của nó chưa? Đấy, con Intel Core M5 6i54 nhé.
RAM 4GB, RAM 4GB chạy quá thoải mái với dạng này rồi. Dòng này các bác có thể nâng được RAM nhưng không cần thiết nhân nâng đâu bác ạ. Với cấu hình và tốc độ của con này rồi như này là thoải mái, là đang chạy bản Win 10. Bản Win 10 ạ. Đây chưa? Đấy. Ngoài ra các bác có thể kết nối mạng ở đây. Kết nối mạng ở đây. Được chưa? Đấy, các bác có thể kết nối mạng. Tất cả em đang dùng ở trên con này thành iPad luôn các bác. Được chưa? Vừa kiêm iPad vừa kiêm máy tính thì các bác có thể xử lý được tất cả các phần mềm, các ứng dụng. Nếu các bác mà mua một con iPad riêng, ví dụ iPad em rất nhiều mà, em bán rất là nhiều iPad đây. iPad thì nhiều lắm, la liệt. iPad thì nó rất là nhiều, nhưng iPad đấy nó lại không xử lý được văn bản văn phòng hoặc là những cái ứng dụng phần mềm như là phần mềm liên quan đến quản lý và bán hàng, quản lý văn phòng hoặc quản lý nhà nghỉ, khách sạn vân vân, thì nó sẽ không quản lý được cái đấy. iPad kia nó chỉ một số ứng dụng nó phổ thông, nó giống như một cái điện thoại hoặc là mình chơi online hoặc là hát karaoke thứ thôi. Còn riêng con máy tính này thì nó lại hoạt động được tất. Con này bộ nhớ mà đây này, nhớ mở luôn, đây em mở ra. Đây bộ nhớ của nó đây, bộ nhớ của con này, bộ nhớ con này là 128GB, thoải mái rồi bác, SSD chạy thoải mái rồi. Bộ nhớ bây giờ các bác thích nâng thoải mái mà. Đấy. Thế nhá. Con này thì nó có phím home này, phím home cửa sổ này, ấn vào đây này thì nó sẽ sổ ra tất cả những cửa sổ của bác rất là nhanh. Rồi tìm. Này, phím home này. Có thể bật và tắt đây, ấn vào đây này. Này, ấn phím home nhá, nhanh này. Bật tắt mở luôn. Chỉ phím home này. Đấy. Camera phía trước đây. Đây là camera phía trước, còn camera này camera phía sau, hai camera. Mức giá 3,8 triệu, phải nói là con này thì đáp ứng cho các bác các yếu tố đấy nhá. Khi nào bác cần dùng văn phòng mà cần dùng như một con laptop thì bác có thể cắm nó vào đây. Chú ý hộ em nhá. Đấy. Nó tự ghép nối với nhau luôn. Em nó tự ghép nối với nhau luôn. Và bác nhìn đây này. Khi nào các bác muốn mở được cái này ra thì bác phải ấn cái nút này vào. Cái nút này nó có hai tác dụng. Một là các bác có thể ấn vào để bác nhấc cái màn hình ra. Hai là khi bác vô tình bác gập như này nhé. Gập như này nhé. Đấy, bác mở lên này. Bác vẫn không rút được đâu. Bởi vì là nó khóa đây rồi. Nó khóa đây rồi. Bắt buộc các bác phải ấn tay vào thì bác mới nhấc được cái màn hình ra. Chú ý hộ em, chứ không nhiều bác là về cứ cố giật. Khi cái khóa này nó bật ra như này rồi bác cố giật không được chứ. Muốn rút màn hình phải ấn vào. Ấn vào này mới rút màn hình được. Còn bây giờ rút ra như này không được. Được chưa ạ? Đấy. Này. Đấy. Và rút ra được cái này, nó khóa này tự nảy ra. Chú ý hộ em nhá. Chứ không nhiều bác về cứ cố giật giật là không được đâu. Đấy. Ok chưa? Thì nó tự ghép kết nối vào, bây giờ bàn phím nó sẽ dần dần ăn với nhau luôn. Tự loát với nhau luôn. Rất là gọn nhé. Gọn và cực kỳ mỏng. Mỏng, nhẹ. Nói chung là sang trọng. Và sau đây em sẽ giới thiệu xong về cấu hình rồi. Sẽ giới thiệu hết với bác nhé. Con này bàn phím còn zin hết tiếng Nhật này. Cả tiếng Nhật cả tiếng Anh. Ok chưa? Rồi xong phần này. Còn cái phần mà vào mạng mà xem phim thì những con máy tính laptop không vào được thì nói là cái gì. Con này lại được thiết kế bác nhìn này. Hai con loa hai bên này. Hai loa hai bên. Vocal neck. Con này em nhớ là con này hình như là mở khóa vân tay hay cái gì đây này. Đấy. Ở phía sau của nó này. Phía sau khi có đầy đủ của máy này. Ở đây gồm có cái này là gọi cái khóa máy. Khóa máy để quản lý không bị mất trộm đấy. Đấy không nói rồi. Còn cổng là kết nối do cổng LAN này. Đặc biệt là có cổng HDMI để trình chiếu đến đây. Đây. Cổng HDMI này để trình chiếu ra TV, máy chiếu hoặc là một số cái màn hình lớn. Khi mình đi giảng dạy. Tiếp đến là hai cổng USB tốc độ cao. Bác cứ nhìn cái cổng màu xanh này. Đã đa số là thấp nhất từ 3.0 trở lên, tốc độ cao rồi. Đấy, nguyên đây là cái bìa của nó nhé. Cái phần này. Thế còn sang cái phần máy rời độc lập, cái phần máy này nhất ra rời độc lập được thì nó cũng có đến hai cổng USB tốc độ cao. Một là cổng jack 3.5, một khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ nhớ, và volume tăng giảm, to nhỏ. Còn đây là cái cổng VSU này. Ở phía trên cùng này là một cổng cắt nguồn và một cổng reset để độc lại. Còn sang bên phải này không có gì, chỉ có một khe khóa máy nữa thôi. Người chưa? Các bác có cần mở thử loa chưa đâu?
em mở thử loa cái nhé. Thử loa tí đúng không? Nhưng mà thử loa em chỉ mở nhạc qua bác nhé, em mở to quá không được đâu. Em chỉ sợ em mở nhạc to quá đấy, liên quan đến lúc ấy nhạc lại có bản quyền đấy. Sợ nhất là có bản quyền thôi, là đến lúc cái bài nó lại không thành công ấy. Nên chỉ sợ cái bài nó không có thành công thôi. Ở đây tôi đã hiểu. Kích của đấy thì nó mới ra, khổ thế đấy. Chút này, đấy. Vào rất là nhanh luôn nhá, không có độ trễ đâu bác nhé. Các bạn nhìn này, nhẹ, mỏng dính. Qua mỏng, nó nhẹ. Chỉ sợ là đấy thôi. Volume tăng giảm to nhỏ tại đây luôn này. Đấy. Hoặc ở đây. Đấy. Đây. Thôi bác nhá, em không cho to nó liên quan bản quyền đấy. Là khóa hết bài của em luôn. Màn quá nét luôn, nét căng luôn ạ. Được chưa? Đẹp thế này còn đẹp thế nào? Các nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Bác nhá. Các nhìn này. Nhìn cái xinh của phê này đúng không? Đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau đi.